anh ba làm em đó nha. Đừng có ngóc lên, bắt đứa ra lại. Chào cả nhà, hôm nay thì Quyên đến cái lầu một khoa nội thần kinh. Quyên thăm anh Phấn. Anh này là cũng người quen, nhưng mà anh bị tai biến là tái lại lần thứ ba rồi. Quyên cũng đại diện anh đạt đoàn gửi cho anh ba là 2.500.000 xu. Bé Xu thì bé Xu đại diện anh Đạt cầm lên ba ra cho anh ba ha, còn lượng tay nữa ha, còn lượng tay nữa vậy ha. Rồi thôi thì cố gắng ha, chứ giờ không con nhõng nhẽo hoài rồi vợ không có đi làm tiễn đồng nuôi nha, cho nên là trời ơi gán lên lượng tay để chào mọi người, cầm cầm lên về trình đứng đây đi. Rồi thì hôm nay ngày 1 tháng 7 2022, Phương Lê Mỹ Thao cũng theo em Nguyên Diêm Diêm cái hoàn cảnh của anh ha. Thì Linh xin đại diện em VHP gửi cho anh Phấn 500.000. Linh cảm ơn Phương nhiều nha Phương. Rồi, dạ. Rồi giữ gìn sức khỏe cho mau hết bệnh điều gì ha. Con bước chưa con còn 2.500.000. Rồi, bye bye. Rồi, dình dình lên hút. Hôm nay một tây tháng 7 2022, em Nguyễn Thị Thu Quyên gieo duyên hoàn cảnh của một hoàn cảnh bệnh đột quỵ đang điều trị ở bệnh viện đa khoa Tiền Giang, khoa thần kinh 1, phòng số 1 khoa hệ thần kinh. Bữa nay ăn uống cháo gì được không? Thì ăn được bún cơm vậy. Anh ăn miếng cơm á. Chị anh tên gì chị? Trần Văn Phấn. Gì? Trần Văn Phấn. Trần Văn Phấn, anh nhiêu tuổi chị? 60 rồi. Mới qua 60 mấy bữa. Mới qua 60 mấy tháng chứ. Không nhẽo gì đâu mà 15. Rồi đi rồi sao? 15 xong rồi giờ về. Về rồi tối bữa đó quẹt không? Về đó quẹt không? Còn coi như là hết đi rồi lết không? Cảnh cảnh nó làm sao vậy? Cảnh nói nè, nằm đầu đi. Không, đừng có lấy ra nó đồ buồn á. Còn nhiều ca em có đi lắm. Nói là đột quỵ, nhồi máu não. Với gì nó cố nó mất rồi. Nhưng mà lên trên trảnh nó báo vậy mà nó vẫn chưa về, nó có cho thuốc gì không? Có thuốc uống. Mà sao nó lên trên trảnh rồi về, chắc đi mệt quá rồi về quỵ luôn hả? Rồi nằm luôn hay sao? Về cái ông yếu kìa là tìm ra là lết không, ông đi được. Chào con, nhẽ con. Dạ, chào cả nhà. Hôm nay 1 tháng 7 2022, theo em Nguyên, Nguyễn Thị Thu Nguyên, có giao duyên hoàn cảnh của anh Phấn. Anh bị đột quỵ 3 lần rồi. Bây giờ đang nằm ở lầu 1 khoa nội thần kinh. Linh xin đại diện em VHP gửi cho anh Phấn 500.000. Linh cảm ơn Cưng nhiều nha Phấn. Bây giờ Linh cảm ơn Cưng nhiều nha VHP. Rồi bye bye Cưng, đừng dậy nha Cưng. Quên chưa tắt.